trò này nữa. Đưa đây đi. Bực bội quá đi chứ. Trời thôi thì làm căng. Vô. Thôi đang có chuyện quan trọng. Gì? Hồi nãy ba có đưa tiền, bảo là đưa cho cô Tư. Lát cô Tư đi làm từ thiện á. Bây giờ mình nhắn nhà cô Tư, mình đưa tiền cho cô Tư mình về. Vậy thôi chị giữ 2 triệu này đi. Thôi chị giữ đâu, giữ đi. Cái gì vậy? Không có gì đâu, thôi mình đi. Về. Giờ mày sao? Tiền của tao đâu rồi? Má mày tao nói bao nhiêu lần rồi? Tiền của tao đâu? Giờ thì sao? Một là trả tiền, không là bị quýnh. Em chưa kịp trả lời luôn á anh trai. Trả lời đi. Em có tiền. Tao biết mày nói câu đó mà. Giờ sao hai? Trong khả năng của mình mà. Lên. Trong khả năng của mình mà. Ha. Nó làm gì mà đánh bạn em? Nó thiếu tiền tao, giờ tao đánh nó được không? Bạn em thiếu bao nhiêu mà đánh nó như vậy? Có 2 triệu chứ nhiêu. Tụi mày có tiền trả cho nó thì tao tha. Từ từ em có mà em trả anh mà. Trả cho mày. Khoan đã. Tôi sẽ trả, nhưng mà có chắc á là khi mà tôi trả rồi á, anh không có làm phiền bạn tôi nữa không? Tụi tao là giang hồ, chứ không phải là lưu manh. Có khác gì nhau hả? Mày đánh dần không thấy nó khác hả? Tôi có tiền, thả bên tôi ra đi. Tiền đâu? Trả ra tao coi. Nhìn cho kỹ cái cho. Cái gì mà lại vậy? Lại coi. Đúng là đuôi của khác. Ok, tiền đây. Tôi không tin, mấy người thả bạn tôi ra trước đã. Ok mày. Tiền đâu? Nếu đây là tiền của tôi á thì tôi đưa cho mấy anh. Nhưng mà đây á là tiền của ba tôi nên không có đưa được. Ây chà chà. Con thuyền này chắc phải ra khơi quá. Em gọi đó. Trước khi cứu người thì mình phải an toàn đã. Được. Tụi em đi trước đi. Chuyện này để anh lo. Cho khả năng không? Cảm ơn Dương Nhi nha. Hôm nay không có hai bạn, tôi không biết làm sao luôn á. Thôi tôi về trước nha. Bạn diện cũng tốt lắm đó. Ủa là sao? Hai bạn nói gì tôi không hiểu. Tụi mình học trường trung học phổ thông mà, đâu phải trường sân khấu đâu. Bạn tính làm diễn viên hả? Ủa đâu có đâu, tôi đâu có diễn gì đâu. Bạn đã để lộ sơ hở quá nhiều. Thứ nhất, lúc ở trường, chị em tôi cầm số tiền để qua để lại thì có một dáng ai đó núp ở phía sau chúng tôi. Thứ hai, tan học khi chị em tôi về thì thấy một học sinh lên xe máy cùng hai thanh niên chạy đi. Thứ ba, tại sao có sự trùng hợp là 2 triệu đúng với số tiền của hai chị em tôi có? Thứ tư, là điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất. Đó chính là lúc bạn bị đánh. Khi mà bạn về, bạn không hề cảm thấy đau. Vì thế mà tôi khẳng định rằng bạn là đồng lõa của hai tên kia. Đợi anh hàng sớm bắt được hai tên kia về thì sẽ biết kết quả thôi. Tôi biết lỗi rồi, hai bạn tha lỗi cho tôi nha. Tôi không muốn bị đuổi học đâu. Thôi được rồi. Vậy thì từ giờ trở đi, cậu nên làm những việc tốt. Nếu không, cậu phải chừng mình đó. Thôi mình về đi, chị đau bụng quá. Không biết anh sớm có bắt được hai tên kia không ha? Trời yên tâm đi, anh nhỏ mà.
anh báo hai đứa tin mừng nha, anh bắt được hai tên đó rồi. Trời ơi, em biết mà, anh là giỏi nhất rồi. Giờ anh đang ở đâu? Anh nhập viện rồi. Hả? Giờ á. Thôi kệ luôn đi,